Rồi hiện tại em đang lên bộ mai con đi giao khách hàng của chú anh chị đó, một bộ mai con đực á, con đực kem mẹ xin. Hello, xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Tân Mỹ đó, Ba Tư, Bến Tre, để đang bán giùm chú chủ nhà hai con bò đực ba bên của chú chị đó. Thì cái con bên đây là chú nói là 6 tháng mấy, còn con bên đây thì 5 tháng mấy. Bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò này cho cô chú chị xem em. Nó tước xem video của chú chị cho em xin một like, một đăng ký. Đó, kênh em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối của chú chị. Rồi, bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò này cho cô chú chị xem. Đó, rồi đây cô chú chị. Đó, bò này mới khớp luôn nè. Đó, mới khớp cọp luôn cô chú chị. Thì con bò này thì nãy em đo là 1m26, chiều cao là 1m26 đó. Còn con bên kia, con mà cái chân trắng trắng là 1m2 đó. Nói chung hai con bò này thì có sừng của chú chị, nó xương sóc là to ha. Đó, thì trước khi em cũng có giờ quan sát rồi, chân móng hoàn thiện á, không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó, quý anh chị thấy là con bò này mới có 6 tháng mấy nè, nhưng mà nó như bò đực lở luôn không. Đó, thấy đít nè, đó lưng nè. Đó, thì theo em quan sát thì đít nở dai nở. Đó, nhưng mà thấy con bò này có mới có 6 tháng mấy mà của chú anh chị thấy nè. Đó, còn con bên đây thì 5 tháng mấy. Đó, con này thì chiều cao 1m2, xương sóc nè, móng thì móng sò ha. Đó, báo giá trực tiếp luôn hai con bò nè, chú chủ nhà cũng bán với giá là 57 triệu. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để tại màn hình nha. Đó, nhưng mà anh nói cái giá 57 triệu thì nếu cô chú anh chị nào ở xa thì anh còn thương lượng chút tiền xe đó. Xương sóc to ha, nó mới khớp luôn, nó mới khớp dắt là phải hai ba người dắt cho chú chị. Xương sóc thì to ha. Con này thì 5 tháng mấy nè, nó con này thì 6 tháng mấy. Nó mới 5 tháng mấy, 6 tháng mấy mà nó bự cũng bằng được lỡ luôn cô chú anh chị. Ừ, khi em nói bò này nói 6 tháng mấy chắc cô chú anh chị chắc không tin rồi. Nó bự thì sao cũng bằng được lỡ luôn, thấy không? Đó, xương sóc thì to ha. Đó, móng thì móng sò nè. Nói chung hai đực này thì F1 đó, lông nhuyễn da sát nè cô chú anh chị. Đó, đít nở dai nở ha. Xương sóc. Đây đầu. Thì hai con ba bê này thì nó có lú sừng ha. Thấy 6 tháng thấy con bò hết hàng không? Đó, thì cô chú chị nào muốn mua hai con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tên mình ha. Đó, hai con này có giá là 57 triệu. Đó, thì anh ấy còn thương lượng chút tiền xe đó cô chú chị, nếu cô chú chị nào ở xa đó. Thấy lực lạc không? Còn bên đây thì cao 1m2, con bỏ thì cao 1m26. Mới khớp luôn nó nha, còn mấy con của nó còn nhấp nhát ha. Chân móng nè, để em quay cận cảnh kỹ cho cô chú anh chị mình xem kỹ luôn ha. Đó, hai chân trước. Mày chân sau. Con này thì chiều cao 1m2, bên kia thì cao 1m26. Nó đít nè. Muốn thấy con nào con nấy đít không? Lưng nè. Đó,
lưng thì lưng đôi ha. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn con bên đây 6 tháng mấy nè, thấy nó bự như con được lỡ không? Đó, xương sóc to ha. Nó móng thì móng sò. Cơm đứng thẳng. Cu giái hoàn thiện nè, không bị ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì ha. Nó thấy con bò bên đây xương sóc không? Đó. Ừ, cu giái nè. Đó. Xương sóc to. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Chung là hai bò này mới khớp luôn cô chú anh chị. Bò này mới khớp nó mới đứng lên ngay. Đàng hoàng cái. Đó, thấy không? Đó, em lấy xà hết tướng hai bò ha. Đó. Thì hai con này có giá là 57 triệu. Đó, anh ấy còn thương lượng chút tiền xe của chú anh chị đó, thấy con này nè. 6 tháng mấy mình đít nữa nè. Như con bò được lỡ luôn. Đó lưng nè. Đó thấy lưng không? Lưng thì lưng đôi ha. Đó. Đó. Nói chung thì giờ thì cũng tối rồi nên em không có quay trong chuồng được ha, nên em dắt ra ngoài. Đó. Cu giái hoàn thiện, chân móng à. Chân thì không có bị ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó, lông nhuyễn da sát. Đó nên cô chú anh chị nó muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Còn muốn điện gặp mấy chú trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số của chú cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Không, tướng tá chưa. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai con bò đực này em cũng có cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ để em quay sơ lược kỹ lại một lần nữa cho cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Đít lưng nè. Đó. Còn bên đây thì 6 tháng mấy bò nè. Xương sóc nè, thấy không? Đó, xương sóc to, chân đứng thẳng nha. Đó. Hai chân trước nè. Đó, hai chân trước to ha. Xương hết ăn không? Chân móng hoàn thiện. Đứng lại con. Làm gì đó. Đó. Làm gì đứng cái giọng kia. Đó thấy không? Ít thì hết nói luôn nè. Đó. Thì cái con bên kia đã tước con này hăm mấy ngày của chú anh chị. Đó. Chân tước nè. Nó dừng trước này, xương sóc là thấy chưa? Đó, tích nở dài nở ha. Ừ. Lấy hết tướng bò nhỏ nè. Đó, thấy không? Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình ha. Đó, hai con bò này có giá là 57 triệu. Đó, ảnh còn thương lượng một chút tiền xe đó cô chú anh chị. Đó. Ít nở dài nở. Thì con bên đây cao 1m26, con bên kia cao 1m2. Chúng ta lực lạc chưa? Xương sóc to. Rồi thì hai giá cả ý hình ảnh và giá cả của hai con bò này em cũng cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.